Con sẽ dùng cái phần lem này để quấn vào phần cành. Các bạn quấn thật chặt nhé, để cái phần đài nó sẽ không bị tuột ra ngoài. Các bạn sẽ cho lá vào. Các bạn cho vào đây một ít keo. Quấn lên để cho nó không bị tuột ra. Các bạn có thể chỉnh cái lá theo ý thích của mình. Với một thời gian rất là ngắn, mình đã hướng dẫn các bạn móc xong một bông hoa cúc như thế này rồi. Hy vọng dưới sự hướng dẫn của mình, các bạn có thể tự tay móc cho mình được một bó hoa cúc đẹp nhé. Nếu thấy video của mình hay,
hãy cho mình xin một nút like, share và đừng quên bấm theo dõi kênh Hoa Bằng Len để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.